Hôm nay mày làm báo cáo Excel là gà mờ rồi nha. Bây giờ người ta làm báo cáo trên Google Sheet như thế này nè. Dữ liệu thì sẽ được nhập trực tiếp trên trang Google Trang Tính, có thể chia sẻ file cho nhiều người cùng thao tác và làm việc chung. Không cần phải tốn thời gian để tổng hợp lại file dữ liệu của từng người như làm Excel truyền thống. Tiện lợi như vậy thì ngại gì mà không thử chứ. Ở báo cáo này thì bạn vừa có thể xem được dữ liệu tổng hợp theo từng khoảng thời gian tùy ý mà bạn muốn. Các bản báo cáo số liệu cụ thể, chi tiết có kèm theo biểu đồ minh họa cũng như là so sánh số liệu với kỳ trước. Quan trọng là dữ liệu lại luôn cập nhật liên tục ngay tại thời điểm hiện tại, cực kỳ hiệu quả và tiện lợi. Tất cả những kiến thức này thì mình đều tham khảo và cập nhật trong cuốn sách Google Sheet ứng dụng văn phòng tạo báo cáo tự động. Cuốn sách này thì sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho bạn sử dụng Google Sheet thành thạo để ứng dụng hiệu quả trong công việc. Tất cả các số liệu và báo cáo ở đây sẽ được cập nhật hoàn toàn tự động. Bạn chỉ cần làm nó một lần và sử dụng mỗi ngày mà không cần phải thao tác và chỉnh sửa bất cứ điều gì cả. Chỉ với khoảng 30 phút và số liệu đầy đủ là bạn hoàn toàn có thể tự tin tạo được một báo cáo tuyệt vời như thế này. Hình thức tổng hợp báo cáo này thì sẽ phù hợp với các cửa hàng nhỏ hoặc là những công ty có quy mô nhỏ mình chưa sử dụng các phần mềm để tổng hợp dữ liệu và báo cáo. Mỗi cuốn sách thì đều có video, bài giảng và bài tập đi kèm cho nên bạn yên tâm mình hoàn toàn có thể tự học ở nhà nha. Mình sẽ để link sách ở đây nếu như bạn cần nhé.